nam thanh niên dạo chơi ở siêu thị Aeon Mall Dương Nội, kiếm hàng chục triệu đồng. Túng tiền ăn tiêu, Nguyễn Tuấn Nghĩa, sinh năm 1983, trú tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nảy sinh ý định trộm cắp tài sản ở siêu thị Aeon Mall Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 12, Nghĩa một mình đi từ nhà đến siêu thị Aeon Mall Dương Nội. Từ tầng 1, nam thanh niên này mò lên tầng 3 rồi loanh quanh nhiều chỗ tăm tia xem có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Sau hơn 30 phút săn mồi, tại khu vực chơi bowling tầng 3, tên gian phát hiện một cô gái trẻ đang ngồi ở ghế sofa, bên cạnh có chiếc túi sách. Ngay khi cô gái đứng dậy, đi ra chơi bowling cách đó một quãng, Nghĩa tiếp cận, nhấc chiếc túi rồi bỏ đi. Trong túi có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 5 và tài sản này đã bị Nghĩa tháo sim, vứt đi rồi thuê xe ôm. Chiến lợi phẩm Nghĩa còn có thêm là số tiền 3,5 triệu đồng trong túi. Thấy ngon ăn, chiều hôm sau Nghĩa lại mò đến khu vực chơi bowling tầng 3 thì phát hiện một đôi nam nữ đang chơi bowling. Gần đó có một chiếc ba lô khá lớn. Trong lúc đôi bạn trẻ đang say sưa chơi thì chiếc ba lô đã bị Nghĩa lấy trộm, bên trong có điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro, tai nghe không dây và hơn 20 triệu đồng. Quá trình tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, Kép Dương Nội phối hợp với cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã truy xét, làm rõ và triệu tập đối tượng Nghĩa. Tại cơ quan công an, Nghĩa đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời giao nộp lại toàn bộ tài sản trộm cắp được.